Thank you.
Legal. Đứng đứng.
Ôi trời tâm này. Chưa sửa được cửa gãy. Gái mà một gái. Chú mẹ qua à? Ừ. Đi ra. Come on.
chó. Rồi cái anh đi học đi. 40 rồi quần. Bây giờ cái anh muộn à? Chưa? Ai chọn sách cho? Thank you.
Hải quẩy đâu mà. Quần áo của ai để một hướng, để thế lúc lấy quần áo cất đi khô. Để mua tô ăn nhờ. Tí lại mà quên. Tí cô số. Mẹ ơi, chú ơi, con máy của mẹ. Mẹ ơi,
Cái gì mà bố này thank you.
Cái
Vừa mới đi tô mà sao? Vừa ăn bát mì tôm xong. Cũng thèm lắm nhưng mà cũng thích ăn nhưng mà ăn mất mì tôm không nhắc sớm. Ôi mưa, đi qua thì mưa không có nhà gì ạ? Không biết. Hôm nay ừ. Mình cô. À, điện thoại mẹ à. Giỏi nha, lấy điện thoại mẹ nha. Đấy này ra nhá. Đầu hết cả. Đây. Ê ê. Ấm chứ mà ấm, nóng chứ đi được. Đi xuống mà lại còn nóng nữa, tao chịu. Anh nhìn thấy mà. Vâng chứ. À. Ừ. Con nhận đi chợ. Không kịp chưa làm sao? Mặt thế nào đây? Đây em cầm này, em xem này. Mặt ai á? Thì em vô em lấy, em đi vô em lấy đi. Đây em vô em lấy đi đây. Em vô em lấy đi đây. Đi đây. Tú nhảy. Nâng cao lên. Đang thích nâng. Vừa đi qua không thấy thím Hương ở nhà.
Cái mặt Phật thì như rơi lắm con. Con ơi, vứt đi, mang ra đây. Cô bảo những cái chân rồi cái móng nhà ở dưới là không chỗ đó. Cái hiên đi, để chỗ ra ngoài thôi. Bác bảo không bị hắt. Hiên mà nhà dưới chị à. Thì bác lại bảo hôm nay mưa cả ngày mà. Mưa mấy ngày liền như mưa ngày đây. Thì bảo cả ngày nó mưa luôn không? Tuôn mưa tuôn. Vậy răng được đúng không? Lâu quan trọng. À, sao nhìn chị Năng? Chị Hương, bay sao nhìn chị Năng? Được, ngồi tôn chỗ ra. Chứ này, bà nhìn chị Hương này. Đó. Đi về nhà. Ê, bệnh này á. Ôi, lều, bệnh lắm. Mấy cái khăn ấy cổ. Lấy dép rồi kìa, cái đôi đen kìa. Nó bẩn. Đôi đen của ai ấy nhờ? Bẩn đấy. Dạo ơi. Ôi, thắt. Mẹ không cho nghịch lại. Khóc cho mẹ biết. Khóc đi. Khóc cho mẹ biết luôn. Khóc ăn đoàn. Khóc đi. Ra đánh chờ Quỳnh mẹ. Này. Đánh chưa? Ê, ôi trời ơi, để đánh vào điện thoại chứ. Giơ điện thoại của nhá. Cho tôi này này. Này. Ờ chưa này. Mày đã nhớ không? Này. Rồi mua này, rồi mua này. Rồi ơi. Ờ, đánh chưa Quỳnh luôn. Đi lấy rồi đây. Vứt ghế Quỳnh đi. Đi ra kìa. Đi ra kìa, mau. Ôi trời cái dép này. Đuổi luôn. Đuổi đâu đi xin rồi. Đi cả đôi vào. Đi cái kia vẫn nữa vào. Đi cái kia vô. Đi cái kia, cả cái kia vô. Đi vô. Đi với mẹ đi kìa. Đi kia vô. Vô, đi ra lấy vô. Đi ra lấy đi vào. Chân. Thank you.
đi cả hai hai cái chân. Bỏ mẹ đi vào chùa. Bỏ mẹ đi chợ vào chân cho con. Bỏ mẹ. Bỏ mẹ đi vào chân cho. Nhìn Quỳnh bỏ Quỳnh đi chân cho. Bỏ mẹ đi chân cho. Kéo Quỳnh. Kéo Quỳnh đi. Đây này, nhìn Quỳnh trườn này. Đây này, đây này. Đó, không làm được đó. Ôi trời. Chạy theo mẹ chứ, rồi mẹ đi đâu rồi? Mẹ mơ rồi. Tìm mẹ đi, mẹ đi mất ạ. Tìm mẹ đi. Mẹ đi mất á. Mẹ đâu? Mẹ đâu? Tìm mẹ đi. Bỏ mẹ đi vào chùa. Quỳnh không ăn. Quỳnh không ăn mơ. Ôi trời mà nó Quỳnh. Rồi Quỳnh xin. Quỳnh xin. Bác cũng cố ăn nhá. Cho cả hai cái luôn. Thảo nha. Cắn cả hai luôn. Rất thích lạnh lạnh. Ai? Quỳnh không ăn. Quỳnh không ăn. Quỳnh không ăn. Này. Sao sao?
Ô ô kìa kìa kìa. Tí đổ với điện thoại. Ôi. À ra quỷ ướt lại. Kệ nó. Không em mấy mà tuổi thấp thì em đã cầm cao lên được rồi, có một đây nó đi qua rồi mình bé rồi, bé tao bé tao quên rồi. Mưa đó, anh về đi. Thoại Dung nhỉ? Thoại Dung trong nhà mà. Đó Dung đó. Ơ thế hôm nay là bác mới đi lấy nấm về à? Sao mà không nói em? Xong để nhạc để rung làm gì nhỉ? Quỳnh lấy nhá. Quỳnh lấy hết bánh nhá. Lấy hết bánh này nhá. Cướp ơi. Từ từ, Quỳnh cho Quỳnh đưa cho. À Quỳnh đi. À đi. Ô vứt bánh luôn. Vứt bánh. Cầm bánh lên đưa cho mẹ. Rồi Quỳnh cho bà cho kẹo. Mang đi cho mẹ rồi đưa ra đây lấy kẹo. Đưa mẹ đi. Lại phải châm cố mà. Bà đưa cho mẹ bánh này, lấy kẹo đưa mẹ bánh. Này. Cơm. Cơm ơi. Cơm. À đi. À đi. À Quỳnh đi. Thôi Quỳnh cái. Wow, cái này nữa. Có mỗi cái kẹo. Đi ra mà. Ra bỏ mẹ bóc cho. Ra đi làm bài. Đánh chừa Quỳnh, Quỳnh không cho kẹo giấy, không lấy kẹo cho nữa. Đánh chừa Quỳnh là Quỳnh giấy không có kẹo mô nhỉ. Lấy riêng đấy. Giấy không cho kẹo mô. Giấy không cho kẹo nữa nhá. Giấy không cho kẹo nữa nhá. Lấy lại. Đi tìm kẹo đấy. Hết kẹo rồi. Hết rồi. Hết rồi. Hết kẹo rồi nhỉ. Mai Quỳnh mua tiếp nhá. Mai mua tiếp nhá. Cái
trong nhà mà túi hết rồi. Túi hết rồi. Là chị, nó đang nằm túi này, bỏ hết rồi. Nhìn này, nhìn cái bông này. Ô, mang bánh đi vất à? Không vất, đi mẹ đi. Mang bánh đi mẹ. Bữa tối Quỳnh nhỉ? Bữa tối Quỳnh, mang về đi em. Bữa tối Quỳnh, đúng rồi. Thôi, mang cho mẹ. Bộ ở túi thật chứ. Đó, Quỳnh hết rồi, hết kẹo rồi. Quỳnh hết kẹo rồi. Hết kẹo rồi. Hết đó. Hết tin rồi. Gương ơi. Gương, Gương mua đây. Ông nó có thấy không? Chị biết đâu không? Nó làm rơi xuống cái kìa. Cho mà gần cái cây gì nhỉ? Chị kìa cơ. Cái đào vậy đúng không? Cơm em để đấy sao em tìm đấy hả? Cho nó có tiền mà mình làm. Ôi trời ơi, lấy thuốc hết của Quỳnh chứ. Sao mày phun? Đấy phun mà không đau thì nó làm. Đấy là sao mày phun? Không biết. Phun gì á? Sao mày đắp? Nó ghi là môi không nữa này. Nó ghi là môi không nữa này. Nếu thế là phun, không phải xăm. Xăm được có một thời gian đấy chứ, à phun thì không được mấy, còn xăm thì nó được lâu. Xăm mới phun sưng búp lên. Thôi em thích làm như chị ấy, nó khử thâm thôi. Nó cũng hồng đấy nhỉ, đỏ ửng lên luôn rồi. Khử thâm thì đúng rồi, nó cũng mấy tiếng. Nhưng mà không đau, không đau. Bỏ cái gì mà bỏ? Cầm mấy vắt đi. Vắt như vậy vắt đi. Vắt vèo phát. Này, đây này, đây này. Vèo. Nó nhặt vẹ vắt đi. Nó nhặt vắt đi. Lắc cấp. Chuẩn bị bùn ỉa cho mau quay. Thì hôm qua mấy lần bạn không ỉa à? Hết rồi, Quỳnh hết kẹo rồi. Cứ lấy đồ chơi, đồ này thôi. Chơi kiểm tra. Hết rồi này, hết kẹo rồi. Hết kẹo rồi. Hết kẹo rồi. Hết kẹo rồi. Này, có con mỡ mì tôm này. Tôm mỡ cắn tay đi. Vứt đi nhá. Vứt tôm đi nhá. Ô trời ơi, chị ơi, em bắt đèn gì đó? Bắt chị á. Ở đấy nhiều cái mình mãi. Toàn cái lóc không. Xin Quỳnh đây. Quỳnh quên đi một xin. Xin chào lắm cá nhỉ. Ôi trời. Đúng là mẹ. Xui bảy con. Ai? Là chị. Xui. Là khóc đó. Đi giữ đi. Đuổi mẹ kìa. Rồi kinh cái gì? Cá này mà. Đi đánh cá. Ô chào cái chú chua kinh. Hôm qua anh đánh nhiều cá không? Cho nó cuông nó không ăn rồi. Cá. Ô chào lắm.
cá đi. Khi con đi làm con đánh cá gì đó. Loài nào à? Cá, cá. Đi bắt cá đi. Đi cá đó. Cá. Chắc là anh không đi làm rồi. Không. À, như chỗ chủ cô ăn. Đi làm lẫn nơi mà. Đi làm dần dẫn. Ừ. Nhà Dương Mô ấy. Ở đây nhà Dương Mô. Thì là nhà Dương Mô. Thì mình nhìn Dương Mô. Ồ, thế là ở đây ấy cát là ấy cát nhà ở ấy nhà Tiến Ông nhỉ? Ấy cát là Tiến Ông. Chị có. Ôi trời. Có mấy chia? Không. Là chia. Dạ. Ở đây lấy cát ở Tiến Ông. Anh mới biết đấy chứ, gặp anh Dương ấy. À đấy chị ạ. Anh Dương mà em chồng chị Trang. Bà, kêu bà nhá. Gọi bà về đi. Gọi bà ơi về. Bé cháu. Ồ đái đang hút quần đi quần. Đái thôi. Đái một không? Đái thơm hết. Hai quần thơm hết là quần rồi. À nè chưa? À nè nè cái quần không có lắc nè. Vừa thay y phát nữa nhỉ? Cho thích luôn đúng không? Mê quần rồi em nhỉ? Nhà đâu thích quần đâu. Nhà Tùng mà nhà có mê quần nha. Nhà có mặc không hết. Nhà có mặc không hết. Nhà có mặc không hết. À nè chưa? À nè đi. Đi làm thôi anh. Hả? Đi làm thôi. Ai kêu? Dương. Cái nếp này em bắt hết rồi. Thôi. Đi mua nó khác, đi sợ nó khác về ăn lại vứt hay là phí. Xong sạch sẽ cái bình đi rồi hãng phun nha. Mưa phun được chứ sao không phun được? Phun ở trong xung quanh nhà ngoài phun cái gì? Sao không phun được? Phun lên tường. Mưa này phun nặng như bó tay luôn. Mưa đây là đến nặng rồi. Mưa nó phun ngoài phun tường này tôi hết. Anh phun nó không bỏ này. Nặng. Quay em lấy đây. Hả? Quay chị lấy cho em. Mẹ. Bà đi chờ bán gì thôi. Đó. Quần đưa anh mua cho cô. Quần đưa này lăn của cô. Chị đâu? Anh biểu chiều anh mua lại nhà đó. Đi luôn ngồi lãi. Mấy đủ chỉnh đâu mà đi mua được. Quen mới bán đi giữa tuần đi. À mình cũng mang đứa đến trưa vô cẩu rồi. Rồi bảy hả cẩu rồi nói mình ra. Con nữa nó số 10. Con mò số 10. Hả? Con mò số 10. Con hất dạy lớp mẹ ở lớp A3. Đi đây. Quay nào trong hướng đường.
nhỉ? Khi đàn bà như thế. Bà nào? Nhãn. Kéo cái này vào rèm này vào được nữa không? À vướng dây điện nhỉ? Đá đi, đá. Lấy chân đá. Để xuống lấy chân đá. Lấy chân đá đi. Nghỉ lắm. Nghỉ lắm rồi vừa rồi. Đi đâu đây? Dép đấy không phải của cốm đúng không? À, sao hồi tùng nhìn chả giống gì cả. Nhưng mà chắc ai đi chứ mới tùng đi lên. Tùng có mua không? Tùng đi. Không phải nhà nó đi đôi chứ. Tùng mua 35.000 đôi đi. Nhìn chân thì bị ăn đi. Mua à? Quả gì hồng gì? Thảo điểm cân ngọt rồi. Đấy chứ. Thảo ra. Đứng đây này không? Cô Quỳnh nhá. Cô gá mua gắn cái bánh dỗ về một cốm à. À. Ôi trời. Này em đây. Đúng là lắm nước thật đấy. Luộc lại à? Ừ. Lắm nước tê. Tay ướt bắp luôn đấy. Ê nhập. Đây em đang ngửa nhà mô. Là vô, nó bố vợ, nó làm vô. Cho đường không? Ừ. Ngoài này cho đường. Đúng không? Đang
Đi lắp đi xem đi. Mai 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 chấm nút đi đã em ngủ bằng mồm. Ôi 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 kiến cắn đó. Cắn đó. Gì à? Cắn đó. Cắn. Đây mình. Bấm ơi. Bấm này. Giờ gọi kìa. Ốc kìa. Ốc rắn. Ra mẹ gọi kìa. Cho gì kìa. Nốt đi, nốt đi. Nó ăn ở đâu? Cái vỏ ở ngoài đó. Sách cuộn. Đeo bấm nè. Con này nắm nó hơn đấy. Nó này ăn nước hơn mắm đấy. Đấy. Không ra không đèn không chịu trách nhiệm đâu nha. Có tài sản thì tự giữ nha. Mèo anh kìa. Cắt mẹ, mang chiếu để nhá. Cắt đây. Ê, lâu ơi. Để đó. Dạ. À, còn với mẹ, vẫn phải mẹ, yểm đỡ. Mẹ. Chú Quỳnh. Xài tốt đấy. Mẹ cảm ơn. Đây, quý em đây. Hát chưa? À đi. Em quá à. Từ mày bật. Mày bắt đến đây. Quân nhỉ? Quân nhỉ? Nước này là ngu nếp em nhằn cái ăn hết rồi ạ. Mua cái ăn nó dẻo. Ôi. Nhưng ngô nếp lại đắt hơn chưa? À ngô ấy lại đắt hơn này. Ngô còn đắt hơn. Ôi đứng yên. Rồi đưa lại bà. Mở hoạt hình cho nó xem. Nhưng mà tivi á. Nó mở nhật nữa. Không, nó không thích.
Mày bật linh tinh không? Xem mà để thì nói xa ra. Thì tùng mà để cho. Ba bằng khoác đi. Không cho xem. Đi rồi chúng. Chúng đi à? Có đây. Làm nông quang đây. Cho chú Lùng đi. Hả? Đi. Ông Lâm này, ông Lâm, đúng rồi. Cắn cắn đầu. Ra cơm nhảy ngã nó là bệnh nhạc rồi. Dạ đó hại rồi. Giữ lấy nó đá văng một cái kia ấy rồi thôi. Chị quay lâu chưa? 1:25. Không rửa. Người không rửa. Nay không nhận trời tối. Hôm qua đâu ngủ rồi. Nên là hôm qua đâu còn bắt nhầm. Bắt nhầm một đồng vẫn vô cái góc ngủ vậy. Nên mà đây là cứ cứ ngó về thằng vô bên mô, thằng vô bên mô hóa ra là một đồng. Ở bên cái bún đi và có bên đây. Nửa đêm vô cái lúc nửa đêm là mơ mơ màng màng là bắt nhầm tùng 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 này. Cái lúc thằng tùng bú không thấy, không thấy nó bú à? Không, như là lôi dài hói ra thằng cái chân tua đấy. Yên. Bác Trâm đi đâu bác Trâm? Đi tí về cho bà vào đấy cho quay đó. Nó ao mà. Ao nhìn thấy rằng được mình bới. Có lợi xuống không mà bới. Ao không nuôi cá. Rồi em đứng ra đi không? Đứng ra mày đi không? Lau cái này đây. Kì. Kiến nó bỏ đây chỗ này này. Chất ngọt đi đây em. Em đi đây. Này, di chân đi. Lau nhà đi. Này này. Lau đi. Mau lên. Lau đi. Bấn bấn. Bấn nè. Chạy nhỉ. Di đi. Di. Di này. Đó. Đó. Đó, di đi. Di đi. Ta lại buồn rồi này. À, ông về, ông về để tốn này. Ông về, ông về, ông về, ông về, ông về. Ông về. Ôi, ê, ê, ê. Chạy. Cái là cần. À, ông về. Này,
này này đi đấy. Đứng đây ông nhặt rác. Đứng đây ông nhặt luôn được nhiều đấy. Cái lọ nước rửa tay mà em bỏ chị bỏ nhà bà ngoại quật của em. Quên. Tàn quên của em đúng chứ không đúng rồi. Cần đi là đâu nhớ chứ. Để đến đây. Lại bị hôm nay cái con đấy mang xúc xích xuống để mình lấy. Để ông vô vông bế. Ôi lại lắm. Để ông vông bế em nha. À để đem này lá. Đem này lá. Đi rồi. Đi rồi. Lạnh lắm chị ạ. Rãnh mùa thì áo của tay không mặc được. Ừ. Này, mẹ bật này, bật này, bật. Lần trước em cân 50 cân mà giờ bảo em tăng thứ thường em tăng cân đấy. Em cân lúc em ăn no đấy chị ạ. Lúc em ăn no đấy cân 49 cân như mày. Trước 50 cân rộng gì ạ? Cái áo đây hơi xấu xấu một tí. Ừ, hơi rộng tí đây này. Kiểu hơi rộng. Nhưng anh ấy mặc đồng vừa. Trời. Đúng em cơ mà. Con thỏ. Con mèo, con mèo, con mèo này. Đứa con chuột, con chuột, chuột này. Con chuột này. Đứa con chuột chạy. Nó mẹ bỏ mà xào xào cái thịt hoặc là mẹ xào không cái này xào không anh mà xào lòng mẹ lại ngon hơn xào không đã xào mẹ xào thịt có thịt bò mới lạ thịt bò buồn vắng trái này hôm nay cãi hai tiếng này đi nữa ra nhà bác Trâm lại bộ ăn vừa ở vườn đi có măng không đây 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 ôi tôi lấy mấy cái măng này non mà không đắng bở măng này nó chưa đắng mà tôi lấy cái mà măng này này chân bụi trên đây nè hôm tao lấy dành một cái thế là mốc mẹ ăn xong mày vào tôi đây cái này là tua chứ ăn tua ra tao bỏ cái thua này để dành vừa là chuồng nó là mốc chuồng mốc lại lấy ra ai mà biết được cái mốc đâu có biểu đâu cái này là tua chứ mà anh mới có bằng đáy này lên bằng đáy cho mình cái màu là cái hôm em chỉ bảo chị là nó đang lên nương mới bên đây không phải bên đây trong đây đây trong ở ngay cái bờ ao này nó có hai cái một chỗ cái tên này dài trong cái bờ ao cho là này gì cái này mới trồi trong này mới lên con đáy đưa hai cái một cái tên cao gì rồi tao lấy cái hôm mà em mấy thằng bị á em mấy thằng bị một linh ở đây này đến nó nhòm rồi hôm nay cái chờ lên rồi cái nó to lắm này bố thôi để dành hôm sau tại bên ngắn quá không chặt được chứ là để dành cái mốc mốc hết rồi Leo ơi, leo leo cốm. Leo leo. Xấu nhà. Leo leo xấu hổ nhỉ. Em yêu anh. Em yêu anh.
Nhưng mà nhiều đứa như thế là phải biết xấu hổ đó. Thằng này là mất xấu hổ rồi. Mất là mất xấu hổ rồi. Mất cái liêm sỉ, mất cái xấu hổ rồi đúng không? Mình nói cái thôi. Em yêu anh đít yêu yêu. Yêu cái đít này. Yêu cái đít là yêu cái đít. Yêu cái đít là yêu cái đít. Thế là mang thả sau lắm. Bà dặn là quên. Bà dặn là dễ tái rồi là mẹ ra. Tám giờ ở đâu? 7:30 đến 8 giờ hiểu như trời. Thì cũng gần 8 giờ thôi chứ chưa 8 giờ. Ông cầm vòi nước ông rửa lại. Kêu đi. Ông kêu đi. Kêu ông đi. Kêu. Kêu đi. Bá. À, bá. Kêu ông. Kêu đi. Kêu. Ông. Kêu đi. Đứng đây thôi. Vì đó là cái bụng đau này. Ông. Cậu bé luôn. Bé luôn. Cái bé cũng đi chạy. Quỳnh đâu? Ta đánh chưa Quỳnh nhỉ? Không đánh nhỉ? Này này, đi ra. Đánh chưa Quỳnh mẹ? Lấy luôn. Ô. Ra đây mách mẹ đi. Ra đây mách mẹ. Đi đây mách mẹ. Ô đau chưa? Mau đi. Đúng không? Biết được đùa đùa chứ. Đùa không khóc chứ. Không biết chống chứ. Lên lên Quỳnh, lên lên. Kêu chúa đi. Kêu đi. Hù đi. Ô, hù đi. Thank you.
phù mưa của nhà mình. Quỳnh hết rồi đúng không? Đôi vũa đi. Ra đôi vũa đi Quỳnh. Quỳnh hết rồi này. Đi đây. Dạo ơi. Cá hộp rồi đấy. Chuột đây. Không sợ cái gì kìa. À đúng rồi, thấy gì đấy, vừa rác rồi đấy nè. Kén gì, đúng rồi, hôm nào nhỉ, cũng cầm rác vất vả. Bắt tay, bắt tay ra lấy ô vứt rác, bắt tay lấy ô bỏ rác nhỉ, tốt 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 tốt. Chạy vào ông, chạy vào ông, nhanh, chạy nhanh, ông kia. Ông trong bếp đi. Ông trong bếp đi. Chạy vô với ông. Chạy vô với ông. Ông đi mất rồi kìa. Chạy vô. Đó, ông trong bếp đó. Không phải. Đi đây. Đó, chạy vô với ông. Khỏe ông không? Ông này. Em ơi. Ao kia. Cô chị ăn không Năng ơi? Cô chị ăn không? Có cái chi ăn không? Không ăn. Hiện vật thôi. Mía lạnh. Trời ơi, ta phải đãi chi chứ ai đi đãi mía. Ăn đau răng lắm. Đau răng lắm. Chưa? À chưa, hỏi con chọn chưa? Ăn ngô nhỉ? À em vào đây em coi con nhỏ mua chiếc không qua mà. Đợi bà về mua bụng cuốn này. À đâu? Nói này đây. Đúng không? Xếp đâu vậy? Bánh dẻo. Cầu rồi này. Tôi trắng dẻo đấy. Bánh chết hả? Hát đi. 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 Hát đi.